Quả cam chảy máu. Ngày xưa, ở một vương quốc yên bình nọ, một tai họa đã đổ ập lên đầu quốc vương khi cô công chúa duy nhất của ngài và hoàng hậu là Yvonne đã bị mụ phù thủy già đánh cắp. Tròn 10 năm, công chúa xinh đẹp mất tích, hoàng hậu ốm đau triền miên vì thương nhớ con. Cùng thời điểm công chúa bị mất tích, nhà vua cũng nhận nuôi dưỡng một hoàng tử để khuây khỏa nỗi nhớ. Hoàng hậu lại không ăn ư? Thưa quốc vương, hoàng hậu nói người không được khỏe nên không muốn ăn. Thưa phụ vương, con xin phép được rời khỏi cung tìm Yvonne đưa nàng về cung. Con ơi, mụ phù thủy già chắc chắn sẽ làm hại con. Ta đã đánh mất đứa con gái duy nhất, nay không thể hy sinh cả đứa con nuôi hiếu thảo như con được. Nhưng con không thể cứ nhìn mẫu hậu suốt ngày rầu rĩ, nhốt mình trong phòng tối. Xin phụ vương hãy cho phép con được lên đường. Thôi được, nếu như ý con đã quyết, hãy bảo trọng trên đường đi. Dạ thưa ông có biết tung tích của bà phù thủy già không? Anh đi hỏi người khác đi, tôi chưa từng nghe đâu. Ta đã đi rất xa vương quốc rồi, 2 năm trời tìm Yvonne và như tìm kim trong đống cỏ, không ai hay được tin tức của nàng. Này chàng trai, sao cậu lại ngủ ở đây? Dạ thưa ông có biết tung tích của mụ phù thủy già nào sống gần đây không? Tôi không biết, nhưng có một việc rất kỳ lạ. Thỉnh thoảng chúng tôi thấy có ngọn lửa trên hòn đảo gần đây, mà trước đó không có ai sinh sống cả. Tôi gửi ông chút tiền, ông có thể thuê hộ tôi chiếc thuyền ra biển được không? Chẳng thấy có ngôi nhà nào trên hoang đảo này cả. Có lẽ mình cần phải quay về thôi. Nàng là ai mà lại sống trên đảo hoang không người này? Ta sống cùng bà phù thủy già, chàng là ai, sao lại dám đặt chân đến đây? Nàng sống cùng bà phù thủy già ư? Nàng có phải tên là Yvonne không? Sao chàng biết tên của ta? Nàng chính là công chúa Yvonne của vương quốc Mây. Quốc vương và hoàng hậu đang ngày đêm mong nhớ nàng. Hãy để ta đưa nàng rời khỏi đây. Không được, muốn trốn khỏi đây thật vô cùng nguy hiểm. Chàng phải nghe lời ta, trốn thật sâu trong hốc đá. Ta sẽ tìm cách để trốn đi cùng chàng. Khuya rồi, con mau ngủ đi. Ta muốn khi chồng chưa cưới của con đến, con phải luôn tươi tỉnh và xinh đẹp. Con muốn hoàn thành chiếc áo cho anh ấy vui lòng. Bà đừng lo, con ngủ muộn một chút cũng được mà. Bếp lửa ấm áp, hãy trả lời thay ta khi bà phù thủy hỏi nhé. Yvonne, bây giờ ngủ được rồi đấy. Còn một đường viền là xong rồi ạ. Yvonne, nấu đồ ăn sáng cho ta chưa? Yvonne, quân ăn cắp, nó dám lấy theo chiếc đũa thần của mình. Chắc chắn nó đã chạy theo một chàng trai nào đó rồi. Một mình nó không bao giờ làm như vậy. Ta có thể nghe thấy bước chân của bà phù thủy đang tới dần. Ta sẽ biến chàng thành chiếc thuyền, còn ta là người lái thuyền. Này, bà già có thấy một cô gái và một chàng trai qua đây không? Có việc gì thế? Có thấy một cô gái và chàng trai qua đây không? Bà bảo gì? Mụ phù thủy lại sắp đuổi kịp rồi. Lần này chàng sẽ biến thành cây cam, còn ta là con ong. Đũa thần ta lỡ tay rơi mất, chúng ta không thể trở về nguyên hình rồi. Trẫm khát nước quá, các khanh hãy trảy những quả cam mọng nước kia. Giọt máu ư? Tâu bệ hạ, không phải cây chảy máu mà là một người tội nghiệp nào đó đang chảy máu. Chắc hẳn cây cam này đã dính ma thuật. Hỡi phù thủy giỏi nhất vương quốc, khanh có thể trả lại hình dáng cho người đó không? Chiếc đũa thần của hạ thần mạnh hơn bất cứ chiếc đũa của bất kỳ phù thủy nào khác. Thần sẽ phục hồi nguyên dạng cho người đó. Hoàng tử, là con đó ư? Con đã đi đến những đâu vậy? Tâu phụ hoàng, thật may mắn con đã gặp được người ở đây. Con đã đem công chúa Yvonne về như đã hứa. Trời ơi, Yvonne, đứa con tội nghiệp của ta. Họ cùng nhau trở về lâu đài và tổ chức lễ cưới cho công chúa và hoàng tử.
Hoàng tử được nhà vua giao phó cho đất nước cùng cô gái thông minh cho chàng trị vì và đem hạnh phúc đến cho mọi người. Bạc tình. Ngày xưa, giữa thời Trung Cổ, ở vùng đất Rihelen trù phú, có chàng công tước trẻ tuổi tên là Andre. Công tước Andre! Henry, ngươi làm ta hết hồn. Không được gọi ta là Andre, phải gọi là Lois, nghe chưa? Tiểu thư Ba Thiêu đang tìm ngài khắp nơi đấy ạ. Ta muốn cải trang thành nông dân để đi thăm thú cánh đồng nho một chuyến, còn đỡ vô vị tẻ nhạt hơn là Ba Thiêu. Nhưng thưa ngài, chuyến này chuẩn bị ra mắt dòng họ tiểu thư Ba Thiêu, hai người chuẩn bị đính hôn cơ mà. Ta và Ba Thiêu cũng chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai dòng họ thôi. Thôi, đừng chặn đường ta nữa, mau đi theo ta. Khăn của nàng đây, nàng tên là gì thế? Cảm ơn chàng, em là Giselle. Tên ta là Lois, ta mới chuyển tới làm cho lâu đài của công tước Colin. Công tước ơi, tiểu thư Ba Thiêu biết được thì cứ cho Ba Thiêu một lý do nào đó hợp lý là được rồi. Nếu cô ta có hỏi. Anh chàng dáng vẻ lịch lãm đó, sao lại đi thu hoạch nho và yến mạch được cơ chứ? Giselle có vẻ mê anh chàng đó như điếu đổ. Hilaronta theo đuổi Giselle bao lâu nay, không nhận được cái gật đầu của nàng. Vậy mà gã Lôi kia vừa xuất hiện, nàng đã yêu ngay lập tức. Trời cũng đã muộn rồi, xin ngài đừng để tiểu thư đợi quá lâu. Một tên nông dân nô lệ mà có đồ trang sức quý tộc này sao? Ta phải xem hắn là ai mà dám quyến rũ Giselle của ta. Andre, xin ngài hãy mặc bộ đồ công tước vào trước khi bước vào trong lâu đài ạ. Andre, hóa ra chỉ là một công tước lừa đảo. Giselle, nàng sẽ phải hối hận thôi. Giselle à, mẹ thấy Lôi không thật thà cho lắm, chẳng có chút vẻ gì thôn quê cả. Nhưng mà Lôi đối xử với con rất tốt. Mẹ luôn bao bọc che chở con, bởi con là một đứa bé yếu đuối. Lôi đã biết con bị tim chưa? Mẹ thấy thì là Ron đó đáng tin cậy hơn đó con. Làm sao con dám nói với Lois về bệnh tình của mình chứ? Mẹ đừng nhắc đến Hilaron nữa, con không yêu anh ta mà. Andre à, em nghe Henry nói dạo này chàng cùng hắn ta đi vào rừng săn bắn, vậy mà chàng chẳng cho em đi cùng gì hết à? Ta sợ nàng sẽ mệt, cũng không còn sớm nữa, ta xin lui về phòng. Tại sao chàng ta vẫn lạnh nhạt với ta như vậy? Tiểu thư, có người xưng là Hilaron nói có chuyện cần bẩm báo bí mật liên quan tới công tước Andre ạ. Ngày mai ta có hẹn với Giselle ở bờ sông. Công tước, tại sao ngài lại yêu Giselle đến vậy? Ta chán ghét thân phận quý tộc, chịu quá nhiều ràng buộc lễ giáo của mình. Ta yêu Giselle là vì cuộc sống tự do, đơn giản của cô ấy. Sao không thấy Giselle tới? Henry, các người làm gì thế? Henry, người dám bao che cho sự dối trá của Andre. Mẹ ơi, hôm nay con có hẹn với Lois. Giselle à, thầy thuốc nói nhịp tim của con không được khỏe. Tiểu thư Ba Thiêu tổ chức buổi dạ tiệc ở lâu đài chiêu đãi dân làng, trân trọng mời cô Giselle tham dự ạ. Cảm ơn lời mời của tiểu thư, nhưng con gái của tôi không thích hợp đến nơi quá ồn ào đâu. Mẹ ơi, đừng từ chối lời mời. Con sẽ tới lâu đài Colin, vì ở đó có Lois. Sao bỗng dưng Ba Thiêu lại tổ chức tiệc lớn và mời toàn thể mọi người tới đây thế này? Còn Giselle hôm trước lại không đến gặp ta. Tiểu thư mời ngài ra đón khách ạ. Henry, người hộ vệ của ta đâu? Henry đã được tiểu thư Ba Thiêu sai bảo xuống dưới giúp đỡ việc trông nom ở trang trại. Ngài đừng có lo. Lôi nói đi, mà không nói với ta một tiếng nào sao? Chàng không nắm lấy tay của em à? Không biết cô ta định giở trò gì nữa đây. Cô ta đâu rồi? Giselle, cô đang ở đâu? Giselle, rồi nàng sẽ phải sáng mắt ra. Mẹ ơi, đợi lát nữa con sẽ tìm Lois. Lois, sao chàng lại ở đó và nắm tay tiểu thư Ba Thiêu?
Hắn ta hẳn là thân phận không tầm thường rồi. Hỡi toàn thể dân làng, tôi xin giới thiệu vị hôn thê của tôi, công tước Andre. Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào đầu mùa đông năm nay. Wow, đẹp đôi thiệt. Sao tự nhiên cô ta lại thông báo điều này chứ? Chàng tên thật là Andre sao? Chàng là công tước quý tộc. Andre, chàng không phiền nếu mời em một điệu nhảy đáp lại thịnh tình của dân làng chứ? Giselle, giờ thì nàng thấy bộ mặt thật của Louis rồi đấy. Đủ rồi, Hilaron. Giselle bị bệnh tim, không thể nào chịu được cú sốc này đâu. Giselle, nàng đang ở đây sao? Anh chàng Louis hóa ra là công tước Andre. Trời ơi, con gái của tôi, tất cả các người đã giết con bé rồi. Giselle. Trong khu rừng hoang thổ ấy, người ta vẫn truyền tai nhau về hội Willis, đám linh hồn của những người phụ nữ bị phản bội. Đứng đầu là nữ hoàng Mitha. Họ sẽ trả thù bất cứ người đàn ông bội bạc nào lang thang tới khu rừng này. Hình như có một người đàn ông đang khóc. Giselle, ta thật có lỗi với nàng. Giselle mãi mãi không tha thứ cho ngươi đâu. Bà là ai? Chúng ta là những linh hồn không tha thứ cho bất kỳ tên đàn ông bội bạc nào. Chúng ta sẽ đưa ngươi nhánh cây tầm gửi mê hoặc, và ngươi sẽ tự ngã xuống cái hồ lạnh buốt. Tại sao chàng không nói cho em sự thật ngay từ đầu? Ta yêu nàng thật lòng, nhưng không biết phải làm gì với cuộc hôn nhân sắp đặt cùng ba thiêu. Hắn ta đã lừa dối cô, đó là điều không thể chối cãi. Và giờ cô đã chết. Hãy đưa cho hắn nhánh tầm gửi, hắn sẽ tự mình trả giá. Nếu như còn chần chừ, cô sẽ tan biến và không bao giờ được hiện hình nữa. Giselle, hãy để ta chuộc lỗi mạng sống với nàng. Giselle, cô muốn tha thứ cho hắn ta sao? Anh ấy là người mà tôi yêu. Tại sao không thể để anh ấy sống yên vui quãng đời còn lại? Đó mới là điều mà tôi mong muốn nhất. Cô quá ngốc nghếch. Hả? Cô ấy không tan biến. Chuyện gì xảy ra vậy? Giselle, tình yêu vị tha vừa cái chết, vì cô đã cởi bỏ được sợi xích ràng buộc cô với những linh hồn tàn nhẫn kia. Hãy trở thành thiên thần cùng chúng tôi nha. Giờ con mới nhận ra. Nam, dậy đi con. Mẹ, con ngủ tí nữa có được không ạ? Con xem mẹ có quà gì tặng con này. Ôi, mẹ tặng quà cho con ạ. Của con đây. Ôi mẹ, con cảm ơn mẹ. Lần đầu tiên con được mặc chiếc áo hợp mốt thế này. Đây chính là kiểu áo bây giờ tụi bạn ở lớp con, đứa nào cũng ao ước có nó đấy mẹ ạ. Ôi, cha cha, thằng Nam có áo mới kìa. Hôm nào cũng mặc áo cũ quần rách, thế mà hôm nay tinh tơm thế nhỉ. Ừ, trông đẹp trai ra phết. Xem nào, xem áo mới của Nam nào. Nhất cậu đấy, mình còn chưa có cái áo mốt nhất này đâu, xin mãi mà bố mẹ chẳng mua cho. Ô hay, bên trong cổ áo hình như có vải hoa à. Ừ nhỉ, trông lạ quá. Để tớ xem nào. Tưởng áo xịn, hóa ra là áo vá. Mà đã không vá được mảnh vải nào tử tế, lại còn can vải hoa. Áo con trai mà lại can vải hoa, đúng là buồn cười. Tại sao mẹ lại lừa con? Áo vá mà mẹ nói với con là áo mới, để các bạn cười nhạo con. Con mặc áo rách quen rồi, từ nay mẹ khỏi lo áo mới. Quần mới gì, con không bao giờ cần đâu. Này thì áo mới này.
con đưa áo cho mẹ. Nhiều năm sau đó, mẹ Nam lâm bệnh và qua đời. Đó cũng là lúc Nam đã trưởng thành và hiểu được cả cuộc đời mẹ đã vất vả, hy sinh và nỗ lực nhường nào để nuôi cậu khôn lớn. Đây là những mẫu áo đang được ưa chuộng nhất, anh cứ thử đi ạ. À, đẹp quá. Chiếc áo rất hợp với anh. Sao lại có một chiếc áo giống hệt chiếc áo anh mới mua? Sao vậy anh? Chiếc áo này ngày xưa mẹ may cho anh đó. Mẹ chính là nhà thiết kế vĩ đại nhất trên trái đất này anh à. Hai lần chết. Con quả đáng ghét, mau trả lại đồng xu cho tao. Thôi được, mi không xuống thì ta sẽ leo lên, xem ai thắng ai. Trời, cao thế này, làm sao mà leo xuống được bây giờ? Cứu tôi với. Các anh còn làm gì đó? Mau giúp tôi xuống đi. Tôi không trụ được nữa rồi. Cành cây gãy mất. Cây cao thế này biết giúp anh thế nào đây? Chẳng ai trèo lên mà đưa anh xuống được đâu. Hay là chúng ta cưa cho cái cây gãy là anh ta sẽ xuống được ngay. Thế thì anh ta gãy chân mất. Hay là xây một cái tháp bên cạnh cây, nửa tháng là xong. Các anh đúng là lũ ngốc. Mau ném cho tôi một sợi dây thừng đi. Được rồi, giờ thì kéo tôi xuống đi. Kéo mạnh vào. Tại sao mình lại đen đuổi thế? Ngày nào mình cũng dùng sợi dây thừng đó kéo tùng nước từ dưới giếng lên, mà có cái nào sức mẻ gì đâu. Mình thật không tài nào hiểu nổi. Mà tất cả cũng chỉ tại cái đồng xu chết tiệt kia. Cứ mặc nó thì đâu đến nỗi. Kẻ ngu ngốc thường luôn cho mình là người thông thái. Sự hoán đổi kỳ lạ. Thật là mệt mỏi. Hôm nay trời nắng quá. Ôi! Ông là ai? Ta là vị thần bị nhốt ở đây đã nhiều năm rồi. Nay nhờ có ngươi, ta mới thoát khỏi cuộc sống bị tù đày. Ta sẽ đền ơn ngươi. Từ giờ, những ước muốn của ngươi sẽ trở thành hiện thực. Nhưng ngươi nhớ nhé, phải suy nghĩ kỹ trước khi ước, vì ước muốn sẽ không được phép lặp lại. Đâu rồi? Cụ già đâu rồi? Ta đang nằm mơ sao? Đau quá. Như vậy là ta không nằm mơ. Xin hỏi kinh thành cách đây bao xa hả bác? Ngài cứ đi thẳng, tầm 10 dặm nữa là tới kinh thành thôi. Ôi, nhìn ông ấy thật là giàu có. Ước gì mình cũng là thương gia nhỉ? Ôi, ta đã trở thành thương gia sao? Như vậy là cụ già ban nãy là thật. Ôi, vậy là mình cầu được ước thấy rồi.
thôi. Làm thương gia cũng chỉ có một mình. Giá như mình trở thành hoàng tử, có nhiều người đi theo bảo vệ thì tuyệt biết mấy. Trời, ta đã trở thành hoàng tử thật sự rồi sao? Ôi, thích quá, thật là tuyệt. Là hoàng tử phải mặc bộ quần áo nặng trĩu, nóng nực nè. Thật là không thoải mái dưới cái nắng gay gắt của ánh mặt trời. Vậy thì ta muốn làm mặt trời. Được làm mặt trời, ta có thể ngắm nhìn vạn vật. Thật là thoải mái. Ôi, sao ta không nhìn thấy gì? Thì ra mặt trời còn thua mây. Thà rằng được làm mây còn hơn. Ôi, đau quá. Làm mây cũng chẳng sung sướng gì. Không vượt qua nổi vách núi cao sừng sững này. Thôi, ta muốn được làm một ngọn núi. Là ngọn núi sừng sững hiên ngang, có thể nhìn vạn vật. Mình quyết định thật đúng đắn. Ôi, đau quá, đau quá. Có chuyện gì vậy? Ôi, đau quá. Đừng bổ nữa, đừng bổ nữa. Làm sao ngọn núi cũng không được yên thế này. Cụ già ơi, cụ cứu tôi với. Tôi không muốn làm ngọn núi nữa. Tôi muốn được trở thành một người thợ đẽo đá như ngày xưa. Ta rất tiếc, điều ước này của ngươi ta không thực hiện được. Chẳng phải ta đã từng nói ngươi phải suy nghĩ thật kỹ trước khi ước đó sao? Tôi xin ngài, ngài giúp tôi lần nữa thôi. Tôi muốn được trở về làm người thợ đẽo đá ngày nào. Tôi không muốn làm ngọn núi để thiên hạ ngày ngày đục đẽo. Ngươi thật tham lam, ngươi không bao giờ hài lòng với bản thân mình, với những gì mình có. Ngươi luôn đem mình ra so sánh với những người khác, không nhận ra được mình cần gì và muốn gì. Ngươi có biết, ai cũng phải trải qua khó khăn rồi mới đến hạnh phúc. Ngươi luôn muốn bản thân được hạnh phúc mà không chịu trải qua những gian nan, thử thách. Giờ ngươi đã là một ngọn núi, vậy ngươi hãy học cách chấp nhận với bản thân, với số phận của mình đi. Không, ta không muốn trở thành ngọn núi. À, đau quá. Ta muốn trở lại thành người thợ đẽo đá ngày xưa. À, đau quá, đau quá. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.